ăn yến thì sẽ rất là mắc. Thường á, Kỳ cũng biết giá rằng là ăn ở ngoài á, thì một chén yến trung bình là cỡ 35 đô trở lên. Có một cái bài toán mà Kỳ đã sử dụng rồi cho mình luôn rồi, đó là Kỳ hay mua yến về nhà mình tự trưng. Xin cảm ơn bí quyết làm đẹp cũng như là bí quyết tiết kiệm của Nhã Kỳ từ sản phẩm yến xào yến Việt Hoàng Cung, và chúc cho Nhã Kỳ luôn xinh tươi và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết được bí quyết thành công của nữ doanh nhân và diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ. Và tất cả những sản phẩm yến xào yến Việt Hoàng Cung đều được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và chúng tôi cam kết rằng sẽ đền bù 300% nếu quý vị nào phát hiện ra những sản phẩm yến xào mà chúng tôi phân phối trên Việt Home Shopping là hàng giả. Và ngay bây giờ, quý vị và các bạn để đặt mua hàng cũng như biết thêm thông tin chi tiết về yến Việt Hoàng Cung, hãy gọi đến tổng đài Việt Home Shopping của chúng tôi theo số điện thoại 0839118686 và 0839119898.